Bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của Những Ngón Tay Đan Radio trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan Radio. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất cứ chương trình phát thanh nào của Những Ngón Tay Đan Radio nhé. Những Ngón Tay Đan, đan tay cùng cảm xúc. Có những mối tình rất thương nhưng vẫn chọn cách rời. Rồi những ngày về sau, bản thân lại kiệt quệ trong những cảm xúc cũ. Chúng ta xa nhau là thật, nhưng em nhớ anh cũng là thật. Sau đây là sáng tác Chỉ Là Em Rất Nhớ của tác giả Hoàng Tuân, được phát trên Những Ngón Tay Đan Radio và giọng đọc của Bội Đan. Bước đi trong hoàng hôn lậm gió, giọt nắng chưa lấp lánh mỗi bước chân em. Vậy mà em cảm thấy nhớ anh, nhớ quá. Anh biết không, có những nỗ lực luôn được kết quả mỹ mãn, nhưng có những mong chờ luôn làm người ta bị thất vọng. Có những khó khăn lo toan em vẫn muốn vươn lên, nhưng rồi có lúc em lại cô đơn đến lạ. Tự mình em gặm nhấm vết thương, rồi tự chữa vết thương chưa kịp khép lại. Có thể là anh, có thể là em, có thể là tất cả các cặp tình nhân đến với nhau nhưng không phải là mối duyên được kết với nhau bằng sợi tơ bà Nguyệt. Thế nhưng tình yêu đã làm em yêu anh, anh yêu em. Vậy mà mối nhân duyên vẫn tan vỡ. Do đâu vậy anh? Tại em hay tại anh, hay tại ông trời, hay tại chúng ta không đủ kiên định bên nhau? Em muốn được ôm anh lần nữa, em muốn trốn trong vòng tay của anh. Em muốn được cùng anh nắm tay nhau dạo bước trong buổi chiều hoàng hôn nhạt nắng. Anh có biết rằng em yêu anh nhiều hơn tất cả, chỉ là em đang rất nhớ anh. Nếu cuộc đời chúng ta là vòng luân hồi, vậy thì đi nửa vòng trái đất với thời gian bao năm xa cách, chúng ta vẫn mãi là của nhau. Và nếu có kiếp sau, người em muốn ở bên cạnh cũng vẫn mãi là anh. Dẫu có bao xa cách muôn trùng, em vẫn nguyện làm người lắng nghe và thấu hiểu anh. Chỉ là bây giờ em đang rất nhớ anh. Chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãn người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai là bờ vai, là màu tóc gió. Mùa thu sang hàng cây sao xa, lá rơi đây đã qua ngày mưa. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hoa vụn vỡ. Chắc bây giờ nơi này yên ấm, nếu như anh không nói cách xa, để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãn người qua. Đây
Nếu các bạn yêu thích chương trình Những Ngón Tay Đan Radio, hãy nhấn like, share và để lại lời bình luận ý kiến của các bạn ở bên dưới. Hoặc có thể gửi những tâm sự sáng tác của các bạn về địa chỉ Gmail những ngón tay đan 04-2020@gmail.com. Những bài viết sáng tác của các bạn sẽ được biên tập và phát sóng trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan Radio. Nhớ bấm đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào nhé. Và đừng quên tương tác với chúng tôi qua group Những Ngón Tay Đan và fanpage Những Ngón Tay Đan Radio nhé. Những Ngón Tay Đan, đan tay cùng cảm xúc.